Kính thưa quý vị khán giả, để cổ vũ động viên tinh thần cho thi đấu cho hai đội, chúng tôi xin trân trọng và kính mời xuống sân tặng hoa cho hai đội bóng cùng tổ trọng tài, ông Jürgen Gede, giám đốc kỹ thuật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, ông Nguyễn Minh Đạt, giám đốc trung tâm thể thao dịch vụ thi đấu tỉnh Khánh Hòa và ông Trần Quang Tuyến, trưởng ban thể thao báo Thanh Niên. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn ông Jürgen Gede, giám đốc kỹ thuật Liên đoàn bóng đá Việt Nam, ông Nguyễn Minh Đạt, giám đốc trung tâm dịch vụ thi đấu thể thao tỉnh Khánh Hòa và ông Trần Quang Tuyến, trưởng ban thể thao báo Thanh Niên. Đề nghị toàn thể quý vị đứng dậy làm lễ chào cờ. Ladies and gentlemen, please stand up for national anthem. Quốc ca Trung Quốc. The National Anthem of China. Vietnam. And now the national anthem of Vietnam. Xin cảm ơn quý vị khán giả. Xin mời quý vị khán giả ngồi. Thank you and sit up please. Quý vị và các bạn thân mến, đây là những hình ảnh từ sân vận động 19 tháng 8 ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Xin mời quý vị và các bạn theo dõi trận đấu ở lượt đấu thứ 3, lượt đấu cuối cùng của giải bóng đá U19 quốc tế năm 2019. Trận đấu giữa hai đội U19 tuyển chọn Việt Nam và U19 Trung Quốc. Tổ trọng tài điều khiển trận đấu ngày hôm nay, trọng tài chính là ông Adi Wisaksana, trọng tài người Indonesia. Trợ lý trọng tài là các ông Andriko người Indonesia và Son Chanferit người Campuchia. Đây là trận đấu mà U19 tuyển chọn Việt Nam chỉ cần giành một kết quả hòa là giành quyền vào chơi ở trận chung kết của giải bóng đá U19 quốc tế năm 2019. Và đây là đội hình xuất phát của U19 tuyển chọn Việt Nam ở trận này. Ngày hôm nay, U19 tuyển chọn Việt Nam thi đấu với thủ môn mang áo số 13 Quan Văn Chuẩn, các cầu thủ số 2 Vũ Tiến Long, số 4 Trần Quốc Thành, số 5 Nguyễn Thanh Khôi, số 7 Trần Mạnh Quỳnh, số 8 Đặng Quang Tú, số 11 Phạm Xuân Tạo, số 15 Nguyễn Văn Tài, số 16 Ngô Đức Hoàng, số 17 Nguyễn Nhĩ Khang và số 20 Võ Hữu Việt Hoàng. Huấn luyện viên trưởng của U19 tuyển chọn Việt Nam là huấn luyện viên người Pháp ông Guillaume Rassen. Ngày hôm nay các cầu thủ U19 Trung Quốc thi đấu với chiếc áo màu trắng và đây là đội hình xuất phát của U19 Trung Quốc ở trận này. Bảo vệ khung thành của U19 Trung Quốc trong trận đấu ngày hôm nay là thủ môn mang áo số 22
Yu Jiangkai, cầu thủ số 2, Chan Wuhao, số 3, Yu Yanhao, số 4, Fu Wenhao, số 5, Subi Abu Limiti, đội trưởng, số 7, Liu Jurun, số 9, Lex Jishuan, số 11, Yi Xian Long, số 15, Si Yi Yi, số 18, Ma Fui, số 26, Wu Hu. Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển U19 Trung Quốc là ông Kubo. Như vậy là trong hiệp 1 của trận đấu ngày hôm nay, các cầu thủ U19 tuyển chọn Việt Nam bảo vệ cầu môn ở bên phía tay trái màn ảnh của quý vị và các bạn. Ngày hôm nay U19 tuyển chọn Việt Nam thi đấu với chiếc áo màu đỏ và hiệp 1 của trận đấu đã bắt đầu. Trước trận đấu này đã diễn ra cuộc đọ sức đầu tiên ở lượt đấu thứ 3, lượt đấu cuối cùng của giải bóng đá U19 quốc tế năm 2019. Và các cầu thủ U19 Thái Lan đã vượt qua U19 Myanmar với tỷ số là 1-0. Và với kết quả này thì U19 Thái Lan đã trở thành đội đầu tiên giành quyền vào chơi ở trận chung kết của giải bóng đá U19 quốc tế năm 2019. Sau lượt đấu thứ 3, U19 Thái Lan được 7 điểm sau 2 trận thắng và 1 trận hòa, và họ đã chắc chắn giành quyền vào chơi ở trận chung kết. Ngày hôm nay thì U19 tuyển chọn Việt Nam của huấn luyện viên Guillaume Gracen chỉ cần một kết quả hòa là cùng với Thái Lan vào chơi ở trận đấu tranh ngôi vô địch. Pha tấn công của các cầu thủ U19 tuyển chọn Việt Nam. Đường chuyền vừa rồi là của Việt Hoàng. Vẫn là các cầu thủ của chúng ta. Việt Hoàng. Ngày hôm nay chơi cao nhất trên hàng công của U19 tuyển chọn Việt Nam vẫn là Xuân Tạ. Vào lúc này thì U19 tuyển chọn Việt Nam đang tạm xếp ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng sau 2 lượt đấu. U19 tuyển chọn Việt Nam đang có được 4 điểm sau 1 chiến thắng và 1 trận hòa. Trong khi đó thì U19 Trung Quốc đang xếp ở vị trí thứ 3 sau 2 lượt trận. Họ đã có được 3 điểm. Ngày hôm nay U19 Trung Quốc buộc phải giành chiến thắng để có thể giành quyền vào chơi ở trận chung kết. Một trận đấu rất quan trọng đối với cả hai đội. Quốc Thành. Câu trả lời của các cầu thủ U19 Trung Quốc. Nhiệt độ tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vào lúc này là vào khoảng 26 độ C. Trời khá mát mẻ. Quang Tú. Thành phần của U19 Trung Quốc đến dự giải lần này gồm những cầu thủ trẻ của các câu lạc bộ mạnh ở Trung Quốc. Có thể kể đến những câu lạc bộ như là Thân Hoa Thượng Hải hay là Hà Bắc Trung Cơ. U19 Trung Quốc đến với giải lần này cũng đặt quyết tâm rất cao là giành ngôi vị cao nhất. Xuân Tạo. Xuân Tạo đã có được 2 bàn thắng cho U19 tuyển chọn Việt Nam tại giải đấu lần này. Và Xuân Tạo cũng chính là người duy nhất ghi bàn thắng cho U19 tuyển chọn Việt Nam cho đến thời điểm hiện tại của giải đấu. Xuân Tạo đã có được một cú đúp trong trận ra quân gặp U19 Myanmar. Pha kết thúc đáng chú ý đầu tiên của U19 tuyển chọn Việt Nam, và đó là cú đá của Việt Hoàng. Việt Hoàng đang chơi vị trí hậu vệ phải của U19 tuyển chọn Việt Nam, và từ đầu trận đấu đến giờ thì anh rất chịu khó dâng cao tấn công. Yeah.
Ngày hôm nay bên phía U19 tuyển chọn Việt Nam, tiền đạo Long Nhật đã có thể thi đấu được, nhưng anh đang ngồi trên ghế dự bị. Khá nguy hiểm. Chút nữa đã có bàn thắng cho U19 Trung Quốc với cú đá của Liu Jurun. Liu Jurun vào lúc này cũng đã có được một bàn thắng tại giải năm nay. Đó là bàn thắng anh ghi được vào lưới của U19 Myanmar ở lượt đấu thứ hai. Chúng ta cùng xem lại pha xoay sở và dứt điểm của Liu Jurun. Cú đá má ngoài chân phải, khá kỹ thuật. Năm phút hiệp một trận đấu giữa U19 tuyển chọn Việt Nam và U19 Trung Quốc đã trôi qua và tỷ số vẫn đang là không đều. Pha tấn công của U19 tuyển chọn Việt Nam. Đường chuyền của Quốc Thành khá nguy hiểm. Quốc Thành rất cố gắng đi bóng ở hành lang trái và đưa bóng vào. Cú đá từ xa. Và kết thúc của Quang Tú, cầu thủ trẻ của Sông Lam Nghệ An. U19 tuyển chọn Việt Nam đã nhập cuộc rất tự tin và hứng khởi. Chúng ta cùng xem lại quả tạt của Quốc Thành. Và từ quả phạt này thì U19 tuyển chọn Việt Nam đã có được cơ hội với cú đá của Quang Tú. Có mặt trên sân vận động 19 tháng 8 thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa ngày hôm nay là huấn luyện viên trưởng đội tuyển U19 Việt Nam, ông Hoàng Anh Tuấn. Ông Hoàng Anh Tuấn luôn có mặt trong những trận đấu mà U19 tuyển chọn Việt Nam thi đấu tại giải lần này. Tới đây thì huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ dẫn dắt đội tuyển U19 Việt Nam thi đấu tại giải U19 Đông Nam Á vào tháng 8. Cú đá góc hẹp, đó là cú đá của Lang Ji Xuan. Lang Ji Xuan cũng đã có được một bàn thắng tại giải lần này, và đó cũng là bàn thắng anh ghi vào lưới của U19 Myanmar ở lượt đấu thứ hai. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Lang Ji Xuan đã xoay trở khá khéo léo, và mặc dù bị hậu vệ của U19 tuyển chọn Việt Nam theo sát, nhưng cầu thủ mang áo số 9 của U19 Trung Quốc vẫn có thể dứt điểm. Mạnh Quỳnh đang sát cánh cùng với Xuân Tạo trên hàng công của U19 tuyển chọn Việt Nam. Thế trận vào lúc này là khá cân bằng. Từ đầu trận đấu đến giờ thì cả hai bên đều đã tạo được những tình huống đáng chú ý về phía khung thành của nhau. Người đeo băng đội trưởng của U19 tuyển chọn Việt Nam ở trận này là Thanh Khôi. Và lúc này Thanh Khôi đang chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự của U19 tuyển chọn Việt Nam. Đức Hoàng, Quốc Thành, Quang Tú, Thanh Khôi đã có lỗi việt vị. Trợ lý trọng tài đã căng cờ việt vị đối với Nhĩ Khang, cầu thủ trẻ của Hoàng Anh Gia Lai. Phút thứ 10 hiệp 1 trận đấu giữa U19 tuyển chọn Việt Nam và U19 Trung Quốc vẫn chưa có bàn thắng nào được ghi.
Tiếc là Nhĩ Khang đã việt vị trong tình huống vừa rồi. Và lúc này thì huấn luyện viên trưởng người Pháp ông Guillaume Rassen đang đứng sát đường pitch để chỉ đạo các học trò thi đấu. Ông Rassen đánh giá khá cao đội tuyển U19 Trung Quốc trước trận đấu này. Tiếng còi đã cất lên. Trước trận đấu này thì ban huấn luyện của U19 Trung Quốc cũng đã dành những lời tôn trọng cho U19 tuyển chọn Việt Nam. Ông Kubo, huấn luyện viên trưởng của U19 Trung Quốc nói rằng trận đấu gặp U19 tuyển chọn Việt Nam có thể sẽ là trận đấu khó khăn nhất của U19 Trung Quốc tại giải lần này. Sau khi ông đã chứng kiến các học trò của huấn luyện viên Grassen thể hiện trong hai lượt trận đầu tiên. Xuân Tạ, Thanh Khôi, Quang Tú, Thanh Khôi, U19 tuyển chọn Việt Nam đã có trận ra quân giành chiến thắng 2-1 trước U19 Myanmar. Ở lượt đấu thứ hai thì chúng ta đã hòa U19 Thái Lan với tỷ số là 0-0. Trong khi đó ở trận đấu ra quân U19 Trung Quốc đã thua U19 Thái Lan với tỷ số là 1-2. Nhưng ở lượt đấu thứ hai thì họ đã có chiến thắng 2-0 trước U19 Myanmar. Và lúc này thì tại thành phố Nha Trang, nắng đã tắt và trời dịu mát. Điều này sẽ tạo điều kiện tốt hơn cho các cầu thủ thi đấu trên sân. Tình huống mà các cầu thủ U19 tuyển chọn Việt Nam cho rằng đội tuyển của chúng ta cần phải được hưởng một quả phạt góc. Trong quá khứ thì bóng đá Trung Quốc cũng đã từng tham dự giải bóng đá U21 quốc tế tại Việt Nam. Lần này đội tuyển U19 Trung Quốc đến với giải bóng đá U19 quốc tế năm 2019 với mục tiêu là giành ngôi vô địch, khi họ có trong đội hình những cầu thủ trẻ được coi là xuất sắc của những câu lạc bộ lớn ở Trung Quốc. Đường chuyền vừa rồi là của Nhĩ Khang. Nhĩ Khang đang chơi vị trí tiền vệ phải của U19 tuyển chọn Việt Nam. Quốc Thành, Tiến Long, người chơi vị trí hậu vệ trái của U19 tuyển chọn Việt Nam là Tiến Long, cầu thủ trẻ của Hà Nội. Ở trận đấu trước thì Tiến Long đeo băng đội trưởng của U19 tuyển chọn Việt Nam. Nhưng ở trận này thì băng đội trưởng của U19 tuyển chọn Việt Nam đã thuộc về Thanh Khôi, Quang Tú, đội trưởng của Mạnh Quỳnh. Mạnh Quỳnh định phối hợp với Xuân Tạ. Và lúc này U19 tuyển chọn Việt Nam đang cố gắng tạo dựng một thế trận tốt hơn trước U19 Trung Quốc. Chúng ta đã phần nào làm chủ được thế trận và bắt đầu tăng cường sức ép về phía khung thành của U19 Trung Quốc. Vẫn là cầu thủ Việt Nam, được chơi của Mạnh Quỳnh. Mạnh Quỳnh đã chuyền bóng cho Nhĩ Khang. Vừa rồi thì số 11 của Trung Quốc cũng đã kịp lùi về, đó là Yi Xianlong.
Và lúc này thì U19 Trung Quốc đang có được 3 điểm tại giải đấu năm nay. Họ có hiệu số bàn thắng bại là dương 1. Trong khi đó thì U19 tuyển chọn Việt Nam có được 4 điểm và cũng có hiệu số bàn thắng bại là dương 1. Và lúc này thì U19 Thái Lan đã chính thức giành quyền vào chơi ở trận chung kết. Họ có được 7 điểm và hiệu số bàn thắng bại là dương 2. Xuân Tạo được chuyển hơi non. Xuân Tạo định chuyền bóng lại cho Nhĩ Khang. Quang Tú, Thanh Khôi, các tiền vệ trung tâm của U19 tuyển chọn Việt Nam là Quang Tú và Thanh Khôi. Vẫn là Quang Tú. Việt Hoàng, Nhĩ Khang, Quang Tú. Vừa rồi là một đường chuyền theo cảm giác của Quang Tú. Quang Tú đang di chuyển rất nhiều. Anh thi đấu không biết mệt mỏi. Ngay khi để mất bóng thì Quang Tú đã lùi về. Thanh Khôi, Quang Tú, Quốc Thành, Quang Tú. Vừa rồi là đường chuyền của Đức Hoàng xuống biên cho Quốc Thành. Quang Tú, Văn Tài, một trong hai trung vệ của U19 tuyển chọn Việt Nam ở trận này. Văn Tài đang chơi trung vệ cùng với Tiến Long. Thanh Khôi, Mạnh Quỳnh. U19 tuyển chọn Việt Nam vẫn đang kiểm soát bóng nhiều hơn. Chúng ta đang tìm đường vào khung thành của U19 Trung Quốc. Sút xa, cú đá khá ấn tượng, cú ra chân của Quang Tú. Tuy nhiên khoảng cách kết thúc là rất xa nên cú đá vừa rồi không gây nguy hiểm cho khung thành của U19 Trung Quốc. Bảo vệ khung thành của U19 Trung Quốc ngày hôm nay là Zhu Jiangkai. Chỉ cần một kết quả hòa là giành quyền vào chơi ở trận chung kết, nhưng chúng ta cũng cần phải hết sức tập trung trước U19 Trung Quốc. Chỉ cần một chút lơ là thôi là đội bóng của huấn luyện viên Grasen hoàn toàn có thể bị thủng lưới với những cầu thủ chơi tấn công tốt bên phía đội bóng áo trắng. Nhĩ Khang, Nhĩ Khang đã ngã nhưng không có lỗi. Quang Tú, Tiến Long, và lúc này thì U19 tuyển chọn Việt Nam đang kiểm soát bóng vượt trội. Thế trận đang nghiêng về phía các cầu thủ áo đỏ. Việt Hoàng, vừa rồi thì Quang Tú đã lùi về để hỗ trợ cho cặp trung vệ. Quang Tú, Quang Tú đang chơi công thủ toàn diện. Nhĩ Khang, Việt Hoàng. Hãy coi chừng những pha phản công của U19 Trung Quốc. Liu Jurun và Leng
Ji Xuan đang là cặp tiền đạo của U19 Trung Quốc. Hai cầu thủ này đều có tốc độ và có sức cản lướt tốt. Khả năng tì đè và dứt điểm của hai tiền đạo bên phía U19 Trung Quốc cũng là một nguy cơ đối với hàng phòng ngự của U19 tuyển chọn Việt Nam. Thanh Khôi, Quang Tú, hàng phòng ngự của U19 Trung Quốc vẫn đang chơi khá kỷ luật. Quang Tú, Quốc Thành, hai hậu vệ biên của U19 tuyển chọn Việt Nam vào lúc này đều dâng cao. Thanh Khôi. Hiệp 1 của trận đấu đã trôi qua được 20 phút nhưng vẫn chưa có bàn thắng nào được ghi. Thanh Khôi. Mạnh Quỳnh. Quang Tú. Vẫn là Quang Tú. Việt Hoàn. Quốc Thành. Tiến Long. Chúng ta vẫn đang dồn ép U19 Trung Quốc. Thanh Khôi. Đức Hoàng. Thanh Khôi. Đức Hoàng. Đức Hoàng quyết định đi bóng và dứt điểm. Cú đá từ bên ngoài vòng 16m50. Đức Hoàng đã thực hiện một pha đi bóng và dứt điểm rất quyết đoán. Đức Hoàng cũng đã chơi tốt trong hai trận đấu vừa qua của U19 tuyển chọn Việt Nam. Pha tấn công của các cầu thủ U19 Trung Quốc không hiểu ý nhau. Ngày hôm nay bên phía U19 tuyển chọn Việt Nam, Việt Hoàng đã được đá chính. Việt Hoàng đá chính để thay cho Du Học trong trận đấu gặp U19 Myanmar. Thì U19 tuyển chọn Việt Nam đã bị dẫn trước nhưng sau đó chúng ta đã ngược dòng thành công với hai bàn thắng của Xuân Tạ. Sẽ có quả đá phạt cho U19 tuyển chọn Việt Nam. Người bị phạm lỗi là Quang Tú. Ở lần đấu thứ hai đã có những thời điểm U19 tuyển chọn Việt Nam chơi trên chân so với U19 Thái Lan. Nhưng chúng ta đã không thể ghi bàn. Đáng tiếc nhất ở trận đó là tình huống dứt điểm chạm xà ngang của Du Học. Quang Tú. Quả phạt góc cho U19 tuyển chọn Việt Nam. Pha can thiệp của Phu Wen Hao bên phía U19 Trung Quốc. Hơn một nửa thời gian thi đấu của hiệp 1 đã trôi qua và U19 tuyển chọn Việt Nam đang chơi tốt hơn so với U19 Trung Quốc.
chúng ta vẫn đang tạo được một thế trận lấn lướt trước U19 Trung Quốc. U19 tuyển chọn Việt Nam sẽ thực hiện lại quả đá phạt góc. Người đá phạt góc là Đức Hoàng. Quả phạt góc thứ hai liên tiếp cho U19 tuyển chọn Việt Nam. Lần này người đá phạt góc sẽ là Nhĩ Khang. Quang Tú. Nhĩ Khang đi bóng rất quyết tâm. Quốc Thành. Đường truyền vừa rồi là của Văn Tài. Thanh Khôi. Lại là Thanh Khôi. Văn Tài. Đức Hoàng. Nhãn quan chiến thuật vừa rồi của Đức Hoàng là khá tốt. Đức Hoàng quan sát và chuyền bóng vào khe giữa hai trung vệ của U19 Trung Quốc. Chỉ tiếc là đồng đội của Đức Hoàng lại xuất phát hơi chậm. Đức Hoàng là cầu thủ trẻ của Hà Nội. Đức Hoàng đã cùng với U19 Hà Nội vô địch giải U19 quốc gia vừa qua tại Gia Lai. Đức Hoàng. Thế trận vẫn đang nghiêng hoàn toàn về phía U19 tuyển chọn Việt Nam. Vào lúc này U19 Trung Quốc không thể lên bóng. Quốc Thành. Vẫn là các thủ áo đỏ. Vừa rồi thì Tiến Long đã lên tham gia tấn công. Trung vệ của U19 tuyển chọn Việt Nam đã xuất hiện trong vòng cấm của U19 Trung Quốc. Đức Hoàng. Thanh Khôi. Xuân Tạo. Có thể dứt điểm. Vào. Tưởng như đã có bàn thắng nhưng rất tiếc là bóng lại đi ra ngoài. Cú đá của Mạnh Quỳnh. Rất tiếc. Cơ hội nguy hiểm nhất của U19 tuyển chọn Việt Nam từ đầu trận đấu đến giờ. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Xuân Tạo là cầu nối. Anh đã tạo cơ hội cho đồng đội để Mạnh Quỳnh tung ra cú dứt điểm. Trước đó là cố gắng của Đức Hoàng. Các cổ động viên Việt Nam có mặt trên sân vận động 19 tháng 8 vừa rồi đã mừng hụt. Thanh Khôi. Chúng ta cùng xem làm lần nữa cú đá của Mạnh Quỳnh. Bóng đã làm rung cạnh lưới. 2/3 thời gian thi đấu của hiệp 1 đã trôi qua. Tỷ số vẫn đang là không đều. Nhưng vào lúc này U19 tuyển chọn Việt Nam đang tạo được một thế trận rất tốt trước U19 Trung Quốc. Việt Hoàng. Các cổ động viên Việt Nam đang cổ vũ hết sức nhiệt tình cho
đoàn quân của huấn luyện viên Grassen. Không được, bóng không đến được đầu của Nhĩ Khang. Liên tiếp những pha sóng gió được U19 tuyển chọn Việt Nam tạo về phía khung thành của U19 Trung Quốc. Mạnh Quỳnh. Cú đá của Quốc Thành. Thêm một lần nữa thì hậu vệ trái của U19 tuyển chọn Việt Nam đã dâng cao. Và vừa rồi anh đã có cơ hội dứt điểm. Chúng ta cùng xem lại một lần nữa pha bóng nguy hiểm. Ở tình huống đó thì bóng đã không thể đến được đầu của Nhĩ Khang. Xuân Tạo. Xuân Tạo đã bị phạm lỗi. Quả phạt cho U19 tuyển chọn Việt Nam. Vào lúc này U19 tuyển chọn Việt Nam chủ yếu tấn công ở hai cánh. Thực sự là U19 tuyển chọn Việt Nam đang chơi trên chân so với U19 Trung Quốc. Chúng ta đang tạo ra một áp lực rất lớn về phía khung thành của thủ môn Zhu Jiangkai. Pha tranh chấp giữa hai cầu thủ mang áo số 11 của hai đội. Lỗi vừa rồi là của Đức Hoàng. Giải bóng đá U19 quốc tế năm 2019 gồm có 4 đội bóng: U19 tuyển chọn Việt Nam, U19 Thái Lan, U19 Trung Quốc và U19 Myanmar. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt và chọn ra 2 đội đứng đầu bảng vào chơi trận chung kết. Còn 2 đội xếp thứ 3 và thứ 4 sẽ chơi trận đấu tranh giải 3. Và lúc này đã xác định được đội bóng đầu tiên giành quyền vào chơi ở trận chung kết, đó là U19 Thái Lan. Và cũng đã xác định được đội bóng đầu tiên phải thi đấu trận đấu tranh hạng 3, đó là U19 Myanmar. U19 Myanmar đã thua cả 3 trận vòng bảng và họ không được điểm nào. Quang Tú. Không có lỗi. U19 Myanmar tại giải lần này họ ghi được một bàn thắng và để lọt lưới 5 bàn. Hiệu số bàn thắng bại là -4. Quang Tú. Đường chuyền của Đức Hoàng. Thêm một cú đá từ xa nữa của các cầu thủ U19 tuyển chọn Việt Nam. Và đó là pha dứt điểm của Quang Tú. Hàng tiền vệ của U19 tuyển chọn Việt Nam đang chơi tốt. Quang Tú và Thanh Khôi đang là những người cầm nhịp trận đấu và phát động tấn công cho U19 tuyển chọn Việt Nam. Thanh Khôi rất cố gắng. Mạnh Quỳnh. Chuyền bóng hợp lý sang bên phía cánh phải. Đức Hoàng. Thanh Khôi. Vẫn là Thanh Khôi. Việt Hoàng.
những pha phối hợp tấn công liên tiếp của các cầu thủ U19 tuyển chọn Việt Nam ở bên phía cánh phải. Quang Tú, Thanh Khôi, Quốc Thành, Quang Tú, Đức Hoàng, Đức Hoàng đá ngay về phía khung thành của U19 Trung Quốc, nhưng cú đá vừa nhẹ vừa không hiểu. Còn khoảng 10 phút nữa là hiệp 1 của trận đấu sẽ kết thúc. Vào lúc này, mặc dù U19 tuyển chọn Việt Nam đang dồn ép U19 Trung Quốc, nhưng chúng ta vẫn chưa thể có được bàn thắng. Thanh Khôi, đã có thẻ vàng được rút ra. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Người phải nhận thẻ vàng là cầu thủ mang áo số 5 của U19 tuyển chọn Việt Nam, Thanh Khôi. Thẻ vàng đầu tiên của trận đấu. Thanh Khôi, đội trưởng của U19 tuyển chọn Việt Nam và là cầu thủ trẻ của Hoàng Anh Gia Lai. Đường chuyền dài của các cầu thủ U19 Trung Quốc và thủ môn Quan Văn Chuẩn đã băng ra. Quan Văn Chuẩn cũng là thủ môn của U19 Hà Nội. Xuân Tạo, trong trận đấu gặp U19 Thái Lan thì Xuân Tạo đã không ghi bàn. Khá nguy hiểm. Cú đá tốt vừa rồi là của Nhĩ Khang. Lại là sự tiếc nuối đối với các cổ động viên Việt Nam. Nhĩ Khang khống chế bóng rất cơ bản, sau đó thực hiện cú đi bóng và dứt điểm. Ở lượt đấu thứ hai thì Xuân Tạo đã chơi không được tốt và anh đã bị thay ra. Ở trận này thì chắc chắn Xuân Tạo đang đầy quyết tâm và khát khao ghi bàn. Mafiu cũng là một trong những cầu thủ của U19 Trung Quốc đã ghi bàn tại giải đấu lần này. Chúng ta vừa xem lại một lần nữa cú đá của Nhĩ Khang. Cầu thủ mang áo số 18 của U19 Trung Quốc là Mafiu đã ghi bàn thắng đầu tiên cho đội bóng này tại giải năm nay, đó là bàn thắng ghi vào lưới của U19 Thái Lan ở trận ra quân. Ở trận đó thì U19 Trung Quốc đã thua. U19 Trung Quốc đã thất bại trước U19 Thái Lan với tỷ số là 1-2. Trong cuộc đấu sức với U19 Thái Lan thì U19 Trung Quốc đã bị dẫn trước 2 bàn trong hiệp 1. Nhưng sang hiệp 2 họ đã cố gắng và gỡ lại được một bàn. Đức Hoàng phản công cho U19 tuyển chọn Việt Nam. Quốc Thành. Không được. Tiếng còi đã cất lên.
Vừa rồi là một pha xử lý bóng hơi phiêu lưu của Văn Tài. Mạnh Quỳnh, Quang Tú, Việt Hoàng, các hậu vệ của U19 Trung Quốc vẫn đang đeo bám quyết liệt các cầu thủ U19 tuyển chọn Việt Nam. Đường chuyền của Nhĩ Khang, vừa rồi thì số 7 của Trung Quốc là Liu Jurun đã lùi về để tham gia phòng ngự. Liu Jurun, Liu Jurun vừa rồi đã xử lý bóng khá khéo léo. U19 Trung Quốc vào lúc này đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc áp sát khung thành của thủ môn Quang Văn Chuẩn. Quang Tú, phút thứ 41 của hiệp 1, tỷ số vẫn đang là không đều. Thanh Khôi, Quang Tú, Quốc Thành, không được, không kiểm soát được tuyến giữa nên U19 Trung Quốc thường thực hiện những đường chuyền dài vượt tuyến. Thanh Khôi, Quang Tú, và lúc này hầu như U19 Trung Quốc chỉ lo phòng ngự. Ngay cả tiền đạo Liu Juru cũng đã chơi thấp và thường xuyên lùi về để hỗ trợ phòng ngự ở bên phía U19 Trung Quốc. Thanh Khôi, Xuân Tạo, không được, hậu vệ của Trung Quốc đã bắt bài. Xuân Tạo định chuyền bóng cho Nhĩ Khang. Không những Liu Jurun phải lùi về mà ngay cả người đã cặp với anh trên hàng công là Leng Jisuan cũng thường xuyên phải chơi thấp. Điều đó cho thấy một sức ép rất lớn đang được các học trò của huấn luyện viên Grasen tạo ra. Quang Tú, sau khi đấu vòng tròn thì hai đội đứng đầu bảng sẽ giành quyền vào chơi trận chung kết và hai đội xếp thứ 3 và thứ 4 sẽ đá trận đấu tranh giải 3. Cả hai trận đấu này sẽ diễn ra vào ngày 30 tháng 3. Nhiều khả năng hiệp 1 của trận đấu này sẽ khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. U19 tuyển chọn Việt Nam đã có một hiệp đấu rất tốt. Chúng ta đã hoàn toàn làm chủ thế trận, ép sân liên tục và cũng đã tạo ra được những cơ hội ăn bàn. Quả phạt cho U19 Trung Quốc, lỗi của Thanh Khôi. Trong hiệp 1 này thì Thanh Khôi đã phải nhận một thẻ vàng. Phút thi đấu chính thức cuối cùng hiệp 1 trận đấu giữa U19 tuyển chọn Việt Nam và U19 Trung Quốc trong khuôn khổ lượt đấu cuối cùng giải bóng đá
U19 quốc tế năm 2019. Tỷ số vẫn đang là không đều. Kết quả hòa không đều vẫn đang mang lại lợi thế cho U19 tuyển chọn Việt Nam cho đến thời điểm này của giải đấu. Chúng ta chỉ cần hòa là giành vé vào chơi ở trận chung kết. Như vậy là hiệp 1 của trận đấu chỉ được bù giờ 1 phút. Thời gian bù giờ của hiệp 1 là 1 phút. Quốc Thành. Lại là một đường chuyền nữa của Quốc Thành. Thanh Khôi. Nhĩ Khang. Văn Tài. Thanh Khôi. Thời gian thi đấu của hiệp 1 còn rất ít. Rất cố gắng. Vừa rồi là pha xử lý của Mạnh Quỳnh. Văn Tài. Quang Tú. Quả phạt cho U19 tuyển chọn Việt Nam. Người vừa bị phạm lỗi là Đức Hoàng. Chúng ta tổ chức đá phạt nhanh. Nhĩ Khang. Xuân Tạo. Và Xuân Tạo rất đẹp. Bóng vào. Xuân Tạo xoay trở rất nhanh và kết thúc. Và cú dứt điểm vừa rồi của Xuân Tạo cũng đã khép lại hiệp 1 trận đấu giữa U19 tuyển chọn Việt Nam và U19 Trung Quốc. Trận đấu trong khuôn khổ lượt đấu cuối cùng của giải bóng đá U19 quốc tế năm 2019. Hai đội tạm rời sân với tỷ số là không đều trong một hiệp đấu mà U19 tuyển chọn Việt Nam đã chơi tốt hơn. Và chúng ta sẽ cùng tạm nghỉ ít phút trước khi theo dõi hiệp 2 của trận đấu này. Trận đấu giữa hai đội U23 Việt Nam và U23 Thái Lan đã bắt đầu. Pha chuyền bóng lỗi là của Huỳnh Tiến Sinh. Cú dứt điểm rất nguy hiểm. Pha dứt điểm đáng chú ý đầu tiên trong trận đấu. Đó là cú đá của tiền đạo cắm Supachai. Pha tranh chấp hợp lý, vừa can thiệp là Triệu Văn Hưng. Hà Đức Chinh. Hạ bóng vào ngực khá hay nhưng đáng tiếc là cú đá nối sau đó bằng chân phải của Đức Trinh lại không có được điểm tiếp xúc tốt nhất. Nhịp chơi nhanh là điều mà U23 Việt Nam đang có được, nhưng độ chuẩn xác trong tốc độ cao là điều mà chúng ta chưa thể đồng bộ. Chuyền bóng Hà Đức Trinh, dứt điểm. Tỷ số được mở cho U23 Việt Nam. Một pha dâng lên chuyền bóng rất hay của đội bắt đầu và chúng ta đã có bàn thắng. Đường chuyền của đội Văn Hậu thực sự là rất hợp lý. Nhưng điều đáng nói hơn nữa là tình huống dứt điểm một chạm cực kỳ chuẩn xác bằng chân trái của Hà Đức Trinh. Đôi lúc vẫn bị cấn cá trong tâm lý dứt điểm. Pha ghi bàn thứ hai của Đức Trinh ở giải đấu lần này, bàn thắng rất quan trọng. Cú đá vào giữa hai chân của thủ môn Hoàng Nam. Pha chơi bóng có thể nói là xuất sắc của U23 Việt Nam, không chỉ ở đường chuyền của Đoàn Văn Hậu, cú dứt điểm của Hà Đức Trinh. Tôi muốn nói đến những tình huống di chuyển không bóng của Quang Hải và cả Hoàng Đức nữa. Quang Hải. Vẫn là Quang Hải đột phá. Chuyền ngược lên, chân chạy. Đó là Hoàng Đức. Pha đi bóng và chuyền bóng vừa rồi đúng nhãn hiệu của Nguyễn Quang Hải. Và còn đẹp hơn nữa khi pha xử lý ở trong là một cú bắt vô lề bằng chân trái đúng chân thuận của Nguyễn Hoàng Đức. Chúng ta xem lại pha đi bóng một đoạn khá dài của Quang Hải. Tình huống gợi nhớ đến pha phối hợp giữa Quang Hải và anh Đức ở chung kết lượt về AFF Cup vào tháng 12 năm ngoái. Cũng là một động tác
xoay người lườn quá dẻo, và cũng là một pha đà nối bằng chân trái giống như anh Đức. Của Quang Sơ luôn là rất mới lạ, cả chuỗi những gì đã có trong năm 2018 cho đến lúc này vẫn tiếp tục một lần nữa được phát huy. Một tình huống ngẫu nhiên, Tấn Sinh lùi về va vào đối phương. Vâng, và thẻ đỏ dành cho Supachai. Một pha va chạm khiến cho cầu thủ áo đỏ rất đau, xuất phát từ bước lùi của Tấn Sinh, và chúng ta có lẽ cần phải có một góc quay chậm để hiểu thêm những gì đã xảy ra. Đây, chúng ta cùng xem một lần nữa. Đúng là Tấn Sinh có những bước lùi làm cho Supachai lỡ đà, nhưng anh chàng này cũng đã ức chế từ hiệp 1 rồi, và có một động tác như là vùng nắm đấm vào cầu thủ Việt Nam. Quang Hải đang đứng ở một vị trí thuận lợi từ tuyến 2, nhưng Thái Quy vẫn thực hiện đường truyền vào trong. Dứt điểm 3-0 rồi. Vâng, phút thứ 63 và đã là 3-0 cho cầu thủ Việt Nam. Không loại trừ khả năng đây sẽ là chiến thắng đậm nhất của đội Việt Nam trước Thái Lan nhiều năm qua ở các cấp đội tuyển. Thành Trung đã có đủ thời gian để ngắm nghía và dứt điểm vào một vị trí mà thủ môn không thể bắt nổi. Bàn thắng thứ hai của trung vệ Thành Trung ở vòng loại. Đấy, khoác áo tuyển Thái Lan nghĩ gì? Mọi chuyện đã thay đổi rất nhanh, và chúng tôi đang mong chờ bàn thắng đưa tỷ số lên 4-0. Bình tĩnh. Quang Hải, rất tiếc là chưa có bàn thắng đưa tỷ số lên 4-0. Danh Trung đã để lỡ, và Quang Hải có một pha dứt điểm đúng tầm chân, xác lập một kỷ lục thắng Thái Lan. Đối thủ lớn nhất của vô địch Á, nhưng chúng ta sẽ tự tin hơn rất nhiều khi bước vào các cuộc chơi. Ôi! Vẫn còn Quang Hải, chân trái tiếp tục dứt điểm, vẫn không được. Đường chuyền ngược lên Hồ Tấn Tài. Việt Hưng dứt điểm chân trái, không phải là chân thuận. Vẫn là Việt Hưng gảy gót. Và chuyền bóng ngẫu hứng của Quang Hải. Thành Thịnh trả ngược, đập lông, quá ngoạn mục. Tỷ số là 4-0 cho U23 Việt Nam. Pha bóng có sự mặt của hai cầu thủ vào sân hai người. Đây là giải đấu mà những pha đi bóng xuống góc trái sau đó đưa ngược lên là vũ khí rất đáng chú ý của U23 Việt Nam. Thành Thịnh, Thanh Sơn đã có cú đặt lòng cực kỳ chuẩn mực. Và trước đó không thể không nhắc đến pha bóng rất nghệ thuật của Quang Hải. Hết giờ, U23 Việt Nam có một chiến thắng xuất sắc trước U23 Thái Lan. Chúng ta kiểm soát tốt trận đấu và có cách biệt lớn nhất trước Thái Lan trong lịch sử. Trận đấu giữa hai đội U23 Việt Nam và U23 Thái Lan đã bắt đầu. Pha chuyền bóng lỗi là của Huỳnh Tấn Sinh. Cú dứt điểm rất nguy hiểm. Pha dứt điểm đáng chú ý đầu tiên trong trận đấu. Đó là cú đá của tiền đạo cắm Supachai. Pha tranh chấp hợp lý, vừa can thiệp là Triệu Văn Hưng. Hà Đức Chinh. Hạ bóng vào ngực khá hay, nhưng đáng tiếc là cú đá nối sau đó bằng chân phải của Đức Trinh lại không có được điểm tiếp xúc tốt nhất. Nhịp chơi nhanh là điều mà U23 Việt Nam đang có được, nhưng độ chuẩn xác trong tốc độ cao là điều mà chúng ta chưa thể đồng bộ.
chuyền bóng, Hà Đức Chinh dứt điểm. Wow! Tỷ số được mở cho Real Việt Nam. Một pha dâng lên chuyền bóng rất hay của Đoàn Văn Hậu và chúng ta đã có bàn thắng. Đường chuyền của Đoàn Văn Hậu thực sự là rất hợp lý, nhưng điều đáng nói hơn nữa là tình huống dứt điểm một chạm cực kỳ chuẩn xác bằng chân trái của Hà Đức Chinh. Đôi lúc vẫn bị cấn cá trong tâm lý dứt điểm. Pha ghi bàn thứ hai của Đức Chinh ở giải đấu lần này, bàn thắng rất quan trọng. Cú đá vào giữa hai chân của thủ môn Quang Nam. Pha chơi bóng có thể nói là xuất sắc của U23 Việt Nam, không chỉ ở đường chuyền của Đoàn Văn Hậu, cú dứt điểm của Hà Đức Chinh. Tôi muốn nói đến những tình huống di chuyển không bóng của Quang Hải và cả Hoàng Đức nữa. Quang Hải. Vẫn là Quang Hải đột phá. Chuyển ngược lên. Chân trái. Oh! Đó là Hoàng Đức. Pha đi bóng và chuyền bóng vừa rồi đúng nhãn hiệu của Nguyễn Quang Hải. Và còn đẹp hơn nữa khi pha xử lý ở trong là một cú bắt vô lề bằng chân trái đúng chân thuận của Nguyễn Hoàng Đức. Chúng ta xem lại pha đi bóng một đoạn khá dài của Quang Hải. Tình huống gợi nhớ đến pha phối hợp giữa Quang Hải và anh Đức ở chung kết lượt về AFF Cup vào tháng 12 năm ngoái. Cũng là một động tác xoay người lườn quá dẻo và cũng là một pha đá nối bằng chân trái giống như anh Đức. Luôn là rất mới lạ. Cả chuỗi những gì đã có trong năm 2018 cho đến lúc này vẫn tiếp tục một lần nữa được phát huy. Một tình huống ngẫu nhiên, Tấn Sinh lùi về va vào đối phương. Vâng, và thẻ đỏ dành cho Subhachai. Một pha va chạm khiến cho cầu thủ áo đỏ rất đau, xuất phát từ bước lùi của Tấn Sinh, và chúng ta có lẽ cần phải có một góc quay chậm để hiểu thêm những gì đã xảy ra. Đây, chúng ta cùng xem một lần nữa. Đúng là Tấn Sinh có những bước lùi làm cho Subhachai lỡ đà, nhưng anh chàng này cũng đã ức chế từ hiệp 1 rồi và có một động tác như là vung nắm đấm vào cầu thủ Việt Nam. Quang Hải đang đứng ở một vị trí thuận lợi từ tuyến 2, nhưng Thái Quý vẫn thực hiện đường chuyền vào trong. Dứt điểm 3-0 rồi. Vâng, phút thứ 63 và đã là 3-0 cho cầu thủ Việt Nam. Không loại trừ khả năng đây sẽ là chiến thắng đậm nhất của đội Việt Nam trước Thái Lan nhiều năm qua ở các cấp đội tuyển. Thành Trung đã có đủ thời gian để ngắm nghía và dứt điểm vào một vị trí mà thủ môn không thể bắt nổi. Bàn thắng thứ hai của trung vệ Thành Trung ở vòng loại. Đội khoác áo tuyển Thái Lan nghĩ gì? Mọi chuyện đã thay đổi rất nhanh và chúng tôi đang mong chờ bàn thắng đưa tỷ số lên 4-0. Bình tĩnh. Quang Hải. Rất tiếc là chưa có bàn thắng đưa tỷ số lên 4-0. Danh Trung đã để lỡ và Quang Hải có một pha dứt điểm đúng tầm chân. Xác lập một kỷ lục thắng Thái Lan. Đối thủ lớn nhất của U23, nhưng chúng ta sẽ tự tin hơn rất nhiều khi bước vào các cuộc chơi. Ôi! Vẫn còn Quang Hải. Chân trái. Tiếp tục dứt điểm. Vẫn không được. Đường chuyền ngược lên Hồ Tấn Tài. Việt Hưng dứt điểm chân trái không phải là chân thuận. Vẫn là Việt Hưng gầy gót. Và chuyền bóng ngẫu hứng của Quang Hải. Thành Thịnh trả ngược, đập lông, quá ngoạn mục. Tỷ số là 4-0 cho U23 Việt Nam. Pha bóng có sự có mặt của hai cầu thủ vào sân 20. Đây là giải đấu mà những pha đi bóng xuống góc trái sau đó đưa ngược lên là vũ khí rất đáng chú ý của U23 Việt Nam.
Thành Thịnh, Thanh Sơn đã có cú đặt lòng cực kỳ chuẩn mực. Và trước đó không thể không nhắc đến pha bóng rất nghệ thuật của Quang Hải. Hết giờ, U23 Việt Nam có một chiến thắng xuất sắc trước U23 Thái Lan. Chúng ta kiểm soát tốt trận đấu và có cách biệt lớn nhất trước Thái Lan trong lịch sử. Trận đấu giữa hai đội U23 Việt Nam và U23 Thái Lan đã bắt đầu. Pha chuyền bóng lỗi là của Huỳnh Tấn Sinh. Cú dứt điểm rất nguy hiểm. Pha dứt điểm đáng chú ý đầu tiên trong trận đấu. Đó là cú đá của tiền đạo cắm Supachai. Pha tranh chấp hợp lý, vừa can thiệp là Triệu Văn Hưng. Hà Đức Chinh. Chào mừng quý vị và các bạn trở lại với sân vận động 19 tháng 8 ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa để tiếp tục theo dõi hiệp 2 trận đấu giữa U19 tuyển chọn Việt Nam và U19 Trung Quốc. Trận đấu ở lượt đấu cuối cùng trong khuôn khổ giải bóng đá U19 quốc tế năm 2019. Hiệp 2 của trận đấu vừa bắt đầu. Trong hiệp 2 của trận đấu, các cầu thủ U19 tuyển chọn Việt Nam bảo vệ cầu môn bên phía tay phải. Màn ảnh của quý vị và các bạn. Trọng tài chính điều khiển trận đấu ngày hôm nay là ông Adi Wisaksana, trọng tài người Indonesia. Hiệp 1 của trận đấu này đã kết thúc với tỷ số là 0-0. Trong một hiệp đấu mà U19 tuyển chọn Việt Nam đã chơi tốt hơn. Chúng ta cầm bóng nhiều hơn và tổ chức được nhiều đợt tấn công hơn về phía khung thành của U19 Trung Quốc. U19 tuyển chọn Việt Nam đã chơi trên chân so với U19 Trung Quốc trong 45 phút thi đấu đầu tiên. Nhưng tiếc là chúng ta vẫn chưa thể có được bàn thắng. Một thế trận vượt trội đã được các học trò của huấn luyện viên Rasen tạo ra trước đội bóng áo trắng. Và nếu may mắn hơn và hiệu quả hơn trong khâu dứt điểm thì chúng ta đã có thể có ít nhất một pha ghi bàn trong hiệp 1 của trận đấu. Trong 45 phút thi đấu đầu tiên thì những cú dứt điểm của Nhĩ Khang đã để lại ấn tượng cho các cổ động viên Việt Nam có mặt trên sân vận động 19 tháng 8, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Trong hiệp 1, U19 Trung Quốc hầu như chỉ lo phòng ngự. Những pha tấn công và áp sát khung thành của U19 tuyển chọn Việt Nam từ phía các cầu thủ U19 Trung Quốc trong hiệp 1 chỉ đếm trên đầu ngón tay. Và đó là một hiệp đấu có thể coi là thành công của các học trò huấn luyện viên Rasen. Nếu như có thêm bàn thắng nữa thì đó sẽ là một hiệp đấu hoàn hảo. Trong hiệp 1 của trận đấu, hai đội đều chưa có sự thay đổi người nào. Và cũng trong hiệp 1 của trận đấu thì trọng tài chính người Indonesia, ông Adi Wisaksana đã rút ra một thẻ vàng dành cho Thanh Khôi bên phía U19 tuyển chọn Việt Nam. Chúng ta cùng hy vọng rằng trong hiệp 2 này sẽ có những bàn thắng được ghi. Và tất nhiên đó là những bàn thắng dành cho đội bóng áo đỏ, U19 tuyển chọn Việt Nam. Và lúc này đã xác định được đội bóng đầu tiên giành quyền vào chơi ở trận chung kết giải bóng đá U19 quốc tế năm 2019, đó là U19 Thái Lan. U19 Thái Lan đã được 7 điểm và chắc chắn có mặt ở trận đấu tranh ngôi vô địch. Trong khi đó thì kết quả trận đấu này sẽ xác định đội bóng thứ hai giành quyền vào chơi ở trận chung kết và cũng xác định luôn đội thứ hai sẽ thi đấu trận tranh hạng 3. 5 phút thi đấu của hiệp 2 đã trôi qua và vẫn chưa có bàn thắng nào được ghi.
U19 tuyển chọn Việt Nam vẫn đang là đội cầm trịch về thế trận. Trong hiệp 1, hàng tiền vệ của U19 tuyển chọn Việt Nam đã chơi rất tốt. Cặp tiền vệ trung tâm của U19 tuyển chọn Việt Nam, Thanh Khôi và Quang Tú, thực sự là những ngòi nổ ở giữa sân. Trong hiệp 1 thì tiền vệ trung tâm Quang Tú đã lên công về thủ rất toàn diện. Quang Tú chính là một trong những cầu thủ chơi nổi bật nhất bên phía U19 tuyển chọn Việt Nam trong 45 phút thi đấu đầu tiên. Trong hiệp 1 thì hàng công của U19 tuyển chọn Việt Nam chưa để lại nhiều dấu ấn. Cũng đã có những nỗ lực dứt điểm của Mạnh Quỳnh, thế nhưng U19 tuyển chọn Việt Nam vẫn chưa thể có được bàn thắng. Mạnh Quỳnh và Xuân Tạo vào lúc này vẫn đang sát cánh trên hàng công của U19 tuyển chọn Việt Nam. Mạnh Quỳnh không được. Đường truyền sai địa chỉ của Mạnh Quỳnh. Đây là Quang Tú. Vẫn là Quang Tú. Không được. Pha tấn công trung lộ của các cầu thủ U19 tuyển chọn Việt Nam. Nhĩ Khang, Tiến Long. Trong hiệp 1 khi U19 tuyển chọn Việt Nam được hưởng những quả đá phạt trực tiếp hoặc những quả đá phạt góc thì trung vệ Tiến Long thường xuyên có mặt trong vòng cấm của U19 Trung Quốc để sẵn sàng không chiến. Đức Hoàng. Vẫn là Đức Hoàng. Trong hiệp 1 thì Đức Hoàng cũng đã giành được cảm tình của người hâm mộ. Cầu thủ chạy cánh của U19 tuyển chọn Việt Nam đã thi đấu rất năng nổ trong 45 phút thi đấu đầu tiên. Vừa rồi Đức Hoàng đã nỗ lực đi bóng và cố gắng kiến tạo cơ hội cho đồng đội. Mạnh Quỳnh. Vẫn là các cầu thủ áo đỏ. Quốc Thành. Quang Tú. Quả tạt bóng không được như ý muốn của số 8 bên phía U19 tuyển chọn Việt Nam. Quang Tú vẫn hoạt động không biết mệt mỏi. Chúng ta đang tiếp tục đẩy cao đội hình tấn công, nhưng hãy coi chừng những tình huống phản công của đội bạn. Thanh Khôi. Quốc Thành. Từ đầu hiệp 2 đến giờ thì Quốc Thành cũng đã có những pha dâng cao tấn công, giống những điều anh đã làm trong 45 phút thi đấu đầu tiên. Quả phạt góc cho U19 tuyển chọn Việt Nam. Pha phối hợp đá phạt góc. Đường truyền của Nhĩ Khang, nhưng hậu vệ của Trung Quốc đã chơi chủ động. Trong hiệp 1, U19 tuyển chọn Việt Nam chủ yếu tấn công ở hai biên. Từ đầu hiệp 2 đến giờ đã xuất hiện những pha tấn công trung lộ của các cầu thủ áo đỏ. Và đó là một sự thay đổi trong cách chơi. Trong
trong giờ nghỉ giữa hai hiệp, huấn luyện viên Grassen đã quyết định thay đổi một chút về lối chơi cho U19 tuyển chọn Việt Nam. Chúng ta đã có nhiều hơn những pha tấn công ở trung lộ. Thanh Khôi, Tiến Long, Quốc Thành, Mạnh Quỳnh. So với Xuân Tạo thì Mạnh Quỳnh đang chơi thấp. Hiệp 2 của trận đấu đã trôi qua được 10 phút và tỷ số vào lúc này trên sân vận động 19 tháng 8 ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vẫn đang là U19 tuyển chọn Việt Nam 0 và U19 Trung Quốc 0. Trong danh sách dự bị của U19 tuyển chọn Việt Nam ở trận này còn có chân sút Kha Tấn Tài, cầu thủ đã được bầu chọn là người chơi hay nhất ở trận đấu gặp U19 Thái Lan trong khuôn khổ lượt trận thứ hai. Có thể trong hiệp 2 này huấn luyện viên Grassen sẽ tung Kha Tấn Tài vào sân. Kha Tấn Tài là cầu thủ trẻ của An Giang. Bên phía U19 Trung Quốc có liền hai sự thay đổi người. Hai cầu thủ vào sân là số 6 và số 20. Số 6 là Chang Xianfeng và số 20 là Liu Changzhuo. Liu Changzhuo vào thay cho cầu thủ mang áo số 4 Fu Wenhao. Cầu thủ thứ hai bên phía U19 Trung Quốc rời sân là Wu Wu. Như vậy là U19 tuyển chọn Việt Nam cho đến thời điểm này của trận đấu vẫn chưa có sự thay đổi người nào, trong khi vừa rồi U19 Trung Quốc đã thay liền hai cầu thủ. U19 Trung Quốc đã có sự thay đổi người, những sự thay đổi để giúp cho hàng tiền vệ chơi tốt hơn và cũng giúp cho các cầu thủ U19 Trung Quốc có nhiều cơ hội dứt điểm hơn về phía khung thành của U19 tuyển chọn Việt Nam. Vừa rồi thì U19 Trung Quốc đã có sự thay đổi ở hàng tiền vệ và hàng công. Câu trả lời của các cầu thủ U19 Trung Quốc. Yi Xianlong, các hậu vệ của U19 tuyển chọn Việt Nam đã đeo bám quyết liệt và Yi Xianlong đã phạm lỗi. Một trong hai cầu thủ của U19 Trung Quốc vừa vào sân là cầu thủ mang áo số 20 Liu Changzhuo, người đã chơi khá tốt trong trận đấu thứ hai gặp U19 Myanmar.
Đức Hoàng, Quốc Thành, vẫn là Quốc Thành, vẫn còn đội trưởng Hoàng Huy Khang. Hậu vệ của Trung Quốc đã kịp can thiệp. Pha phối hợp có nét của các cầu thủ U19 tuyển chọn Việt Nam. Bóng được chuyển từ bên phía cánh trái sang bên phía cánh phải và sau đó đưa vào giữa. Phút thứ 15 hiệp 2 trận đấu giữa U19 tuyển chọn Việt Nam và U19 Trung Quốc vẫn chưa có bàn thắng nào được ghi. Chúng ta cùng xem lại nỗ lực của Quốc Thành. Quốc Thành đã cố gắng thực hiện quả tạt. Và sau đó ở bên phía cánh phải thì Nhĩ Khang đã nỗ lực đưa bóng vào. Các cổ động viên trên sân vận động 19 tháng 8 vẫn đang chờ đợi bàn thắng dành cho các học trò của huấn luyện viên Grassen. Phạt góc cho đội bóng áo đỏ. Không có gì nguy hiểm. Pha bắt bóng rất chủ động của Yu Jiangkai. Điều chuyển vừa rồi là của Cheng Xianfeng bên phía U19 Trung Quốc. U19 Trung Quốc đang cố gắng giành lại thế trận. So với hiệp 1 thì vào lúc này U19 Trung Quốc có vẻ như đã chơi tốt hơn. Họ cũng đã bắt đầu tạo được những pha tấn công về phía khung thành của thủ môn Quan Văn Chuẩn. Điều mà họ hầu như không làm được trong 45 phút thi đấu đầu tiên. Đức Hoàng đẩy bóng hợp lý. Tuy nhiên cú đẩy bóng là hơi non. Quốc Thành. U19 tuyển chọn Việt Nam chuẩn bị có sự thay đổi người. Người vào sân sẽ là Kha Tấn Tài. Kha Tấn Tài là cầu thủ được bầu chọn danh hiệu người chơi hay nhất trong trận đấu gặp U19 Thái Lan. Xuất tạo. Vẫn là xuất tạo. Dứt điểm. Tỷ số cho U19 tuyển chọn Việt Nam. Đó là pha lập công của Trần Mạnh Quỳnh. Cuối cùng thì điều mà các cổ động viên Việt Nam mong mỏi cũng đã đến. Trần Mạnh Quỳnh với pha kết thúc đẹp mắt của mình đã mang lại niềm vui cho các cổ động viên Việt Nam. Nỗ lực trước đó là của Xuân Tạo. Xuân Tạo rất bình tĩnh trả bóng lại cho Mạnh Quỳnh. Và sau một nhịp khống chế thì Trần Mạnh Quỳnh đã làm rung mảnh lưới của U19 Trung Quốc, mở tỷ số cho U19 tuyển chọn Việt Nam. Bàn thắng thứ 3 của U19 tuyển chọn Việt Nam tại giải đấu lần này. Và là bàn thắng đầu tiên của Trần Mạnh Quỳnh. Chúng ta cùng xem làm lần nữa cú đá rất đẹp mắt của Mạnh Quỳnh. Một cú sửa bóng bằng lòng trong chân phải và Mạnh Quỳnh đã đánh bại được thủ môn Yu Jiangkai. Như vậy là Kha Tấn Tài đã vào sân để thay cho Nhĩ Khang. Huấn luyện viên Grassen đã quyết định tăng cường sức tấn công cho U19 tuyển chọn Việt Nam. Ngay trước khi Kha Tấn Tài vào sân thì U19 tuyển chọn Việt Nam đã mở được tỷ số. Đó là một kết quả hoàn toàn xứng đáng với những gì mà các học trò của huấn luyện viên Grassen đã thể hiện. Thêm một chiếc thẻ vàng nữa được rút ra. Thẻ vàng thứ hai của trận đấu. Chúng ta cùng xem lại tình huống này.
đó là một cú dẫm chân của cầu thủ mang áo số 20 bên phía U19 Trung Quốc đối với cầu thủ của chúng ta. Và Liu Chengzhou đã phải nhận thẻ vàng. Thẻ vàng đầu tiên ở trận này dành cho các cầu thủ U19 Trung Quốc. Cho đến hiệp này, trọng tài chính người Indonesia ông Adi Wisaksana đã rút ra hai thẻ vàng chia đều cho hai đội. Thanh Khôi là người phải nhận thẻ vàng bên phía U19 tuyển chọn Việt Nam. Chơi ép sân tạo ra nhiều cơ hội. Cuối cùng các cầu thủ U19 tuyển chọn Việt Nam cũng đã có được bàn thắng mở tỷ số. Đó là kết quả của sự nỗ lực từ phía các học trò huấn luyện viên Grassen. Và hy vọng sau bàn thắng mở tỷ số, các cầu thủ áo đỏ sẽ càng chơi tốt hơn. Mạnh Quỳnh, Xuân Tạo. Bàn thắng đầu tiên của U19 tuyển chọn Việt Nam ở trận này được tạo nên bởi cặp tiền đạo Mạnh Quỳnh và Xuân Tạo. Đó là một dấu hiệu rất tốt. Trong hiệp 1, Mạnh Quỳnh và Xuân Tạo không có nhiều cơ hội để phối hợp với nhau. Nhưng trong hiệp 2 này thì hai anh đã có một sự gắn kết trong pha bóng quyết định và đã có được bàn thắng mở tỷ số. Nếu giành chiến thắng ở trận này, U19 tuyển chọn Việt Nam cũng sẽ có được 7 điểm như U19 Thái Lan sau 2 trận thắng và 1 trận hòa. Nếu U19 tuyển chọn Việt Nam chỉ thắng U19 Trung Quốc với tỷ số là 1-0 thì chúng ta sẽ bằng điểm với U19 Thái Lan 7 điểm và cũng bằng U19 Thái Lan về tất cả các chỉ số phụ. Và nếu tỷ số 1-0 được giữ nguyên cho đến hết trận đấu thì sau cuộc đọ sức này, ban tổ chức sẽ tiến hành bốc thăm để xác định đội sẽ dẫn đầu bảng sau lượt đấu thứ 3 này. Huấn luyện viên Grassen vẫn đang muốn các học trò của mình ghi thêm bàn thắng. Chỉ cần ghi thêm một bàn thắng nữa thôi là U19 tuyển chọn Việt Nam sẽ chắc chắn có được ngôi đầu bảng. Nếu thua hoặc hòa trận này thì U19 Trung Quốc sẽ thi đấu trận đấu tranh giải 3. Quang Tú không có lối biệt vị, lối băng lên là Xuân Tạo. Nhưng thủ môn của Trung Quốc trong những vừa rồi cũng đã băng lên rất kịp thời. Hòa phạt cho U19 tuyển chọn Việt Nam. Lỗi vừa rồi là của Cheng Xianfeng bên phía U19 Trung Quốc. Cheng Xianfeng là một trong hai cầu thủ Trung Quốc đã vào sân trong hiệp 2 này. Quang Tú. Pha tấn công của các cầu thủ U19 Trung Quốc, nhưng Quốc Thành đã kịp bó vào trong để hỗ trợ cho cặp trung vệ. U19 Trung Quốc vẫn sử dụng nhiều những đường truyền dài vượt tuyến. Không được, Quang Tú hơi chần chừ. Lẽ ra Quang Tú nên chuyền bóng ngay. Vẫn là các cầu thủ U19 Trung Quốc.
cơ hội phản công cho U19 tuyển chọn Việt Nam. Quang Tú đẩy bóng hơi dài nhưng bóng vẫn thuộc quyền kiểm soát của cầu thủ áo đỏ Mạnh Quỳnh. Thêm một pha phối hợp nữa giữa Mạnh Quỳnh và Xuân Tạo. Cho đến thời điểm này của giải đấu thì U19 tuyển chọn Việt Nam đã ghi được 3 bàn thắng và để lọt lưới 1 bàn. Pha phòng ngự rất chủ động. Tình huống phòng ngự của Tiến Long. Từ đầu trận đến giờ thì thủ môn Quan Văn Chuẩn không phải làm việc quá vất vả. Sức ép mà các cầu thủ Trung Quốc tạo về phía khung thành của U19 tuyển chọn Việt Nam là rất ít. Tiến Long rất bình tĩnh. Quốc Thành. Quan Văn Chuẩn. Đã có lỗi Việt Vị. Người vừa bị thổi Việt Vị là Mạnh Quỳnh, cầu thủ đã mở tỷ số của trận đấu. Pha tấn công của cầu thủ U19 Trung Quốc, bóng đã chạm xà ngang. Rất may cho U19 tuyển chọn Việt Nam, chút nữa đã có bàn thắng gỡ hòa cho U19 Trung Quốc. Các cổ động viên Việt Nam có mặt trên sân vận động 19 tháng 8 đã bị một fan thót tim. Xà ngang đã cứu thua cho U19 tuyển chọn Việt Nam. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Đó là một cú đặt lòng. Bóng trúc xà ngang. Người đã kết thúc bên phía U19 Trung Quốc là Yi Xianlong. Vừa rồi thì các khán giả trên sân vận động 19 tháng 8 đã bị một fan lo lắng. Bên phía U19 tuyển chọn Việt Nam chuẩn bị có sự thay đổi người. Đó sẽ là sự thay đổi người thứ hai. Cầu thủ sắp vào sân bên phía U19 tuyển chọn Việt Nam là Long Nhật. Ở trận đấu thứ hai gặp U19 Thái Lan thì Long Nhật không thể thi đấu do vấn đề về sức khỏe. Nhưng ngày hôm nay thì Long Nhật đã hồi phục và giờ thì anh sẽ được vào sân thay người. Cầu thủ rời sân bên phía U19 tuyển chọn Việt Nam là Đức Hoàng. Long Nhật vào sân thay thế cho cầu thủ số 16 Ngô Đức Hoàng rời sân. Sự thay đổi người thứ hai bên phía U19 tuyển chọn Việt Nam. Long Nhật vào sân và U19 tuyển chọn Việt Nam sẽ có thêm một nhân tố tấn công nữa.
Huấn luyện viên Rasen đang muốn tăng cường sức tấn công để giúp cho U19 tuyển chọn Việt Nam có thể ghi thêm bàn thắng, chắc chắn giành ngôi đầu bảng. Nếu U19 tuyển chọn Việt Nam chỉ giành chiến thắng 1-0 trước U19 Trung Quốc trong trận đấu ngay thì chúng ta sẽ phải bốc thăm với U19 Thái Lan để xác định đội nhất bảng. Đội Trung Quốc có sự thay đổi cầu thủ. U19 Trung Quốc có sự thay đổi người. Cầu thủ mang áo số 9 Leng Ji-xuan rời sân và vào sân thay cho anh là Liu Yun-sian. Đây là sự thay đổi người thứ 3 bên phía U19 Trung Quốc và đội bạn đã hết quyền thay người. Tiếp tục một sự điều chỉnh trên hàng công của U19 Trung Quốc. Còn khoảng 15 phút nữa là trận đấu sẽ khép lại. Vẫn còn đủ thời gian để cho U19 Trung Quốc có thể gỡ hòa. Và huấn luyện viên Kubo đã quyết định tăng cường sức tấn công cho đội bóng áo trắng. Hai phần ba thời gian thi đấu của hiệp 2 đã trôi qua và U19 tuyển chọn Việt Nam vào lúc này đã có được bàn thắng dẫn trước từ pha kết thúc của Mạnh Quỳnh. Một cú đá rất đẹp mắt. Pha trả bóng về của đội trưởng bên phía U19 Trung Quốc. Đá bằng đội trưởng của U19 Trung Quốc ở trận này là Subi Abu Limiti. Abu Limiti đang là một trong hai trung vệ của U19 Trung Quốc. Sút tay, đó là sút tay, rất đẹp, đẹp. Chiến đội trưởng Việt Nam rất tiếc Mạnh Quỳnh bắt cầu liên tiếp những pha kết thúc của các cầu thủ áo đỏ nhưng vẫn chưa có bàn thắng thứ hai cho các học trò của huấn luyện viên Brazil trong sự tiếc nuối của các cổ động viên Việt Nam. Người đầu tiên tạo ra sóng gió là Xuân Tạo. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Xuân Tạo đã bắt tốc độ rất nhanh. Anh đã đánh bại được hậu vệ của U19 Trung Quốc trước khi tung ra cú dứt điểm nhưng lại không thể thắng được thủ môn của đối phương. Tiếp đó đồng đội của Xuân Tạo đã có pha kết thúc nhưng tiếc là bóng lại trúng khung gỗ. Và cuối cùng là Mạnh Quỳnh. Mạnh Quỳnh đã dứt điểm nhưng bóng chạm vào một cầu thủ áo trắng đi hết đường biên ngang. Có vẻ như đó là một tình huống mà hậu vệ của U19 Trung Quốc đã để bóng chạm tay. Rất tiếc cho U19 tuyển chọn Việt Nam. Nếu như vừa rồi có bàn thắng thì các học trò của huấn luyện viên Grasen sẽ có được lợi thế rất lớn để giành được ngôi đầu bảng. Chúng ta cùng xem lại một lần nữa những tình huống sóng gió được các cầu thủ U19 tuyển chọn Việt Nam tạo về phía khung thành của U19 Trung Quốc. Người đã đá cú đá thứ hai là Kha Tấn Tài và người dứt điểm cuối cùng là Mạnh Quỳnh. May mắn đã không đứng về phía U19 tuyển chọn Việt Nam sau pha kết thúc của Kha Tấn Tài. Trong tình huống nguy hiểm vừa rồi thì Xuân Tạo đã bắt tốc độ rất nhanh. Khả năng bứt tốc của Xuân Tạo là rất tốt. Đường chuyền của Tiến Long.
Abu Limiti. CEE. Các cầu thủ U19 Trung Quốc đang cố gắng phối hợp nhanh với nhau. Các thủ áo trắng nỗ lực phối hợp nhanh với nhau để thoát khỏi sự đeo bám của các hậu vệ bên phía U19 tuyển chọn Việt Nam. Còn khoảng 10 phút nữa là hiệp 2 của trận đấu sẽ kết thúc. Chúng ta vẫn đang dẫn U19 Trung Quốc với tỷ số là 1-0 nhờ pha làm bàn của Mạnh Quỳnh. Long Nhật. Long Nhật qua người rất hay. Vẫn là Long Nhật. Chuyển hướng tấn công sang bên phía cánh phải rất hợp lý. Xuân Tạo. Quang Tú. Đẩy bóng. Không được. Người thoát xuống là Long Nhật. Nếu như đường chuyền vừa rồi nhẹ hơn một chút nữa thì có lẽ là Long Nhật đã khống chế được bóng. Và lúc này khi mà Kha Tấn Tài vào sân thì anh đang chơi cặp tiền đạo cùng với Xuân Tạo bên phía U19 tuyển chọn Việt Nam. Và Mạnh Quỳnh được kéo ra chơi ở vị trí tiền vệ trái. Mạnh Quỳnh đang chám ở vị trí của Đức Hoàng. Quang Tú. Tiếng còi cất lên hơi chậm. Hai trận đấu cuối cùng của giải bóng đá U19 quốc tế năm 2019 sẽ diễn ra vào buổi chiều ngày 30 tháng 3. Và lúc 15 giờ sẽ là trận đấu tranh hạng 3. Và vào lúc 17 giờ 15 sẽ là trận chung kết. Vào lúc này U19 tuyển chọn Việt Nam đang nắm được lợi thế rất lớn, giành quyền vào chơi ở trận chung kết. Can thiệp rất tốt. Pha phòng ngự rất chủ động nhưng bóng đã chạm tay. Vừa có thẻ vàng được rút ra. Thẻ vàng dành cho Văn Tài. Văn Tài đã can thiệp nhưng anh đã để bóng chạm tay. Quả đá phạt dành cho U19 Trung Quốc. Nếu U19 tuyển chọn Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước U19 Trung Quốc thì chúng ta cũng sẽ được 7 điểm như U19 Thái Lan. Chúng ta cũng sẽ bằng thành tích đối đầu với U19 Thái Lan, bằng về hiệu số bàn thắng bại, bằng về số bàn thắng ghi được. Và điều đó có nghĩa là U19 tuyển chọn Việt Nam sẽ bằng với U19 Thái Lan về tất cả các chỉ số phụ. Và lúc đó thì ban tổ chức sẽ tiến hành bốc thăm để xác định đội nhất bảng. Phút thứ 85 của trận đấu rồi. U19 tuyển chọn Việt Nam vẫn đang dẫn U19 Trung Quốc với tỷ số là 1-0.
Người hâm mộ vẫn đang mong mỏi các học trò của huấn luyện viên Grassen ghi thêm bàn thắng để chắc chắn có được ngôi đầu bảng. Sau mỗi trận đấu thì ban tổ chức đều tiến hành trao giải cho cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên trong trận đấu và cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Danh hiệu cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên trong trận đấu ngày hôm nay đã thuộc về Trần Mạnh Quỳnh của U19 tuyển chọn Việt Nam. Tiến Long, Quang Tú, Quốc Thành. Chúng ta vẫn đang tạo ra được một thế trận tốt trước U19 Trung Quốc. Hàng phòng ngự của U19 tuyển chọn Việt Nam vẫn đang chơi chặt chẽ, không có nhiều cơ hội cho các cầu thủ U19 Trung Quốc có thể áp sát khung thành của thủ môn Quan Văn Chuẩn. Vào buổi chiều ngày 30 tháng 3 sẽ diễn ra hai trận đấu cuối cùng của giải bóng đá U19 quốc tế năm 2019. Xin nhắc lại là vào lúc 15 giờ sẽ diễn ra trận đấu tranh hạng 3 và vào lúc 17 giờ 15 sẽ diễn ra trận chung kết. Cả hai trận đấu này đều sẽ được Đài Truyền hình Việt Nam tường thuật trực tiếp trên kênh VTV6. Xin mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Đội vô địch tại giải bóng đá U19 quốc tế năm 2019 sẽ nhận giải thưởng là 10.000 đô la Mỹ. Đội Á quân giành giải thưởng 6.000 đô la Mỹ và đội xếp hạng 3 sẽ nhận giải thưởng là 4.000 đô la Mỹ. Cố gắng vừa rồi là của Yi Xian Long. Dứt điểm! Không phải! Hoan hô Quan Văn Chuẩn. Người đã thực hiện cú đá vừa rồi bên phía U19 Trung Quốc, Chang Xianfeng, đã thực hiện một pha kết thúc rất nắn nót. Nhưng Quan Văn Chuẩn đã chọn đúng vị trí. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Quan Văn Chuẩn đã ngả người rất hợp lý và cứu thua cho U19 tuyển chọn Việt Nam. Như vậy là bên phía U19 tuyển chọn Việt Nam tiếp tục có sự thay đổi người và đây là sự thay đổi người cuối cùng bên phía đội bóng áo đỏ. Cầu thủ mang áo số 12 vào sân là Nguyễn Nam Trường, cầu thủ trẻ của Hà Nội, và Phạm Xuân Tạo sẽ được cho ra nghỉ. Tuy không ghi được bàn thắng trong trận đấu ngày hôm nay nhưng Xuân Tạo chính là người đã kiến tạo cơ hội để cho Mạnh Quỳnh lập công. Xuân Tạo vẫn chưa thể có được bàn thắng thứ 3 của mình ở giải đấu năm nay, nhưng những gì mà anh thể hiện trong trận đấu này là tốt hơn rất nhiều so với trận đấu ở lượt đấu thứ 2 gặp U19 Thái Lan. Vừa có thêm một chiếc thẻ vàng nữa được rút ra dành cho Chan Wuhao bên phía U19 Trung Quốc. Và đây là thẻ vàng thứ 3 của trận đấu, thẻ vàng thứ 2 dành cho các cầu thủ U19 Trung Quốc. Phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 2 và chúng ta vẫn đang dẫn 1-0. Thank you.
nguy hiểm. Quốc Thành vừa rồi đã không thể ngăn chặn. Quả đá phạt góc cho U19 Trung Quốc. Khá hay nhưng đáng tiếc là cú đá nối sau. Các cầu thủ U19 Trung Quốc có chiều cao rất tốt. Thời gian bù giờ của hiệp 2 là 3 phút. Như vậy là hiệp 2 sẽ được đá bù 3 phút. Nếu thắng với tỷ số 1-0 ở trận này thì U19 tuyển chọn Việt Nam sẽ phải bốc thăm để xác định ngôi nhất bảng với U19 Thái Lan. Thực ra thì việc bốc thăm xác định đội đầu bảng cũng không quá quan trọng. Điều quan trọng là các học trò của huấn luyện viên Grasen đã giành quyền vào chơi ở trận đấu cuối cùng, trận đấu quan trọng nhất, trận tranh ngôi vô địch. Việc xác định đội đầu bảng chỉ có ý nghĩa về mặt tổ chức trận đấu, trận chung kết mà thôi. Đội nhất bảng sẽ được quyền chọn màu áo. Dứt điểm, khá nguy hiểm. Quả phát bóng lên cho U19 tuyển chọn Việt Nam. Vừa rồi là pha kết thúc của Mafiu bên phía U19 Trung Quốc. Cầu thủ cũng đã có được một bàn thắng tại giải đấu lần này. Cho đến thời điểm này của giải đấu thì Phạm Xuân Tạo, tiền đạo của U19 tuyển chọn Việt Nam đang dẫn đầu danh sách ghi bàn với 2 pha lập công. Xuân Tạo sẽ cần phải cố gắng hơn nữa để tiếp tục ghi bàn trong trận chung kết và hướng tới danh hiệu vua phá lưới. Phút bù giờ cuối cùng của hiệp 2. Và lúc này thì có lẽ ưu tiên của U19 tuyển chọn Việt Nam là bảo vệ nguyên vẹn mảnh lưới của Quan Văn Chuẩn. Hết giờ. Trọng tài chính người Indonesia Ông Adi Wisaksana đã nổi tiếng còi mãn cuộc. Tỷ số cuối cùng của trận đấu này là 1-0 nghiêng về phía các cầu thủ U19 tuyển chọn Việt Nam với pha lập công duy nhất của Mạnh Quân. Và với kết quả này thì U19 tuyển chọn Việt Nam có được 7 điểm bằng điểm với U19 Thái Lan và hai đội sẽ phải bốc thăm để phân định ngôi nhất bảng tại giải bóng đá U19 quốc tế năm 2019. Chương trình của chúng tôi cũng xin được dừng lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và xin chào tạm biệt.